Du học Úc nhận ngay ưu đãi khủng lên đến 10 triệu đồng với chương trình chắp cánh ước mơ du học cùng New World Education. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được những dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ chúng tôi, miễn phí tư vấn hồ sơ, tặng phí dịch thuật giấy tờ, hỗ trợ xin thư nhập học từ trường, săn các học bổng giá trị và miễn phí làm visa du học. Du học Úc năm 2023 có gì hết? Trải nghiệm nền giáo dục chất lượng với các trường đại học top đầu, chinh phục các học bổng giá trị cao. Tỷ lệ cấp visa du học cho Việt Nam hiện tại đạt 94,5%. Việt Nam được nâng thứ hạng xét visa lên level 1, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên trong thời gian tới. Visa miễn chứng minh tài chính với thủ tục minh bạch và nhanh chóng. Du học sinh được đi làm thêm 48 giờ trong 2 tuần trong thời gian học. Chương trình thực tập có hưởng lương giúp tích lũy kinh nghiệm. Ở lại làm việc từ 2 đến 8 năm sau tốt nghiệp với visa 48 năm. Và cơ hội trở thành công dân tại xứ sở cuộc túi. Đăng ký ngay cùng New World Education để được hỗ trợ thông tin chi tiết thông qua tổng đài miễn cước 1800 6577 hoặc trang web newworldedu.vn.